Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy thì không duyên vào sự thanh tịnh của sắc để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của thọ tưởng hành thức để hành. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà sắc cho đến thức từng duyên vào đều thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là không duyên vào sự thanh tịnh của nhãn để hành, cũng không duyên vào sự thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý để hành. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì đại Bồ Tát ấy đã biết khắp về bản tánh mà nhãn cho đến ý từng duyên vào để đều thanh tịnh.